Người tuổi Sửu sang năm thì là một cái tuổi tương đối là tốt, bởi vì là Sửu là mộ khố của Kim Cục, cho nên thành ra là gặp phải năm Dần thì là cái năm mà tài tinh rất là tốt, cho nên là có Lộc Bạch Hồng Loan và Bách Việt đào đến. Cho nên người tuổi Sửu sang năm chuyện nhân duyên là thuận lợi, đúng không ạ? Do có Hồng Loan đào đến nên thành ra là ông nào mà chủ vụ lấy chồng lấy vợ, ví dụ mấy ông ế 85, 85 bọn đấy không ế đâu, bọn đấy đào hoa lắm không ế đâu. Nhưng mà mấy ông 97 là đến sang năm thì cái chuyện nhân duyên cũng rất là tốt. Và thứ hai nữa là tài vận sang năm của bạn cũng được đánh giá là rất là khá, vì rất là tốt, bởi vì là tài vận sang năm nó liên quan đến cái việc mà tương khắc sinh tài và sự nghiệp cũng rất là thuận lợi, do là có cái bát bạch tài tinh đào đến nên nó nhân thêm cái tài lộc của các bạn thêm, lại thêm cái sao Bách Việt thể hiện cái sự sáng tạo trong công việc và thể hiện cái sự mà phát triển thêm cái sự nghiệp mới. Lưu ý vấn đề sức khỏe, vì khi cái tài vận và sự nghiệp tốt, chủ cái việc đi lại, chủ cái công việc của bạn bận rộn hơn, bạn nên quan tâm nhiều đến cái sức khỏe bằng việc là có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Đúng không ạ? Tình cảm sang năm của bạn do là bận bịu công việc cho nên bạn cũng phải dành nhiều thời gian cho khoảng không cho cá nhân, cho gia đình để mà chúng ta tăng cường thêm những cái lợi ích và những cái lợi thế cho cái bản thân. Bởi vì vậy cho nên là dành thêm nhiều cái thời gian và khoảng không cho cá nhân thì sự nghiệp và tài vận của bạn nó càng trở nên là khởi sắc hơn cả. Năm 2021, cái tuổi Tân Sửu là năm Thái Tuế đã gây ra, tức là nó là làm cho các bạn là cái tính tính của mình nó là vón lại, tức là nó khó tính và nó cảm thấy dễ nóng giận rồi, thì đến cái năm nay là những năm mà chúng ta hâm nóng lại cái tình cảm, hâm nóng và kích hoạt lại cái tài vận và kích hoạt lại cái sự nghiệp của mình để mà gia tăng lên, bởi vì những cái năm tiếp theo sau đó là Mão Dần Thìn đều là những năm mà các bạn có cái cơ hội tốt.